Kính chào các đồng chí và các bạn. Công tác kiện toàn lực lượng tự vệ thường xuyên được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ thông qua việc xây dựng và huấn luyện đối với lực lượng này. Đây cũng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Cuối chương trình, trong một đời sống quân nhân, chúng tôi ghi nhận hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu 9. Còn bây giờ, mở đầu chương trình, chúng tôi xin điểm lại những hoạt động chính của lực lượng vũ trang tỉnh hai tuần qua. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi. Phòng Chính sách Quân khu 9 kết hợp với Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khảo sát sức khỏe đối tượng tham gia chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 40 đối tượng từng là cựu quân nhân đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia bị thương hoặc di chứng chiến tranh. Sau khi khảo sát phân loại, đơn vị sẽ tổ chức đưa đi giám định, có phương pháp điều trị và giải quyết chính sách phù hợp với chế độ ưu đãi người có công của Đảng và Nhà nước. Đảng ủy quân sự tỉnh Vĩnh Long tiến hành tổng kết công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2010-2015. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng phù hợp với tình hình thực tế, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên, giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ và khách quan. Cụ thể, đã kiểm tra và phối hợp kiểm tra 56 lượt tổ chức Đảng và 1.600 lượt đảng viên, giám sát và phối hợp giám sát 37 tổ chức Đảng và 328 đảng viên. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2011-2015. 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến với nhiều cách làm, mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Kết quả, lực lượng vũ trang tỉnh được tặng thưởng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, 4 năm liền nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Quân khu 9. Có 87 tập thể và 1.680 cá nhân được biểu dương khen thưởng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc và 8 huyện, thị xã, thành phố. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ nhận thức về chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hệ thống kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật năm 2015, từ đó làm cơ sở đánh giá chất lượng cán bộ cuối năm. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2015. Thông qua lớp học nhằm giúp cho đảng viên mới nắm vững những quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, ra sức học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Thưa các ông chí và các bạn, những năm qua thực hiện đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan doanh nghiệp bảo đảm theo yêu cầu. Hàng năm, lực lượng này cũng được tổ chức huấn luyện theo đúng quy định và đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định, lực lượng tự vệ cơ quan là một trong các thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, chỉ huy thống nhất của cơ quan quân sự địa phương. Do vậy, tỉnh đã có đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong toàn tỉnh và đối với lực lượng tự vệ cơ quan cũng đã được chỉ đạo xây dựng chặt chẽ. Đối với Bộ Chỉ huy tỉnh chỉ đạo và phối hợp với địa phương xây dựng được là 112 ban chỉ huy tự vệ tổ chức của cơ quan, trong đó cấp tỉnh là 47, cấp huyện là 65 và xây dựng đạt được là 5 xây dựng cái lực lượng là tự vệ đạt được là 25,50% so với tổng số cán bộ công nhân viên của các cơ quan. Qua quá trình xây dựng thì hàng năm đều tiến hành tổ chức huấn luyện, tập huấn cho cán bộ của ban chỉ huy và huấn luyện cho cán bộ và chiến sĩ của tự vệ theo chương trình của quy định của bộ. Thì hàng năm huấn luyện đạt được khoảng là 65-70%. Qua quá trình huấn luyện thì trình độ năng lực của cán bộ cũng như là chiến sĩ tự vệ đều được nâng cao.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trên cơ sở đề án của tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu tốt cho các ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng đề án và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo theo yêu cầu. Mỗi cơ quan, đơn vị đều thành lập được Ban Chỉ huy Quân sự. Hàng năm, công tác huấn luyện đối với lực lượng tự vệ ở các cơ quan trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo nội dung chương trình quy định. Kết hợp với các cơ quan ban ngành của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn thành phố, quán triệt các cái văn bản, chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến cái lực lượng tự vệ cơ quan đóng trên địa bàn. Từ đó cái lực lượng này nhận thức được cái vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đối với cái tự vệ cơ quan trên địa bàn. Để đảm bảo quy động tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố đã có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Nội dung huấn luyện nhằm tập trung nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ, góp phần giữ vững môi trường ổn định trong cơ quan, đơn vị và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về nội dung huấn luyện quân sự, đã triển khai thực hành huấn luyện các nội dung như tiểu đội tự vệ, bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn, kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn và nội dung chiến thuật cơ bản. Để nâng cao chất lượng huấn luyện đối với tự vệ, các đơn vị tiếp nhận huấn luyện cũng đã có sự chuẩn bị, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất, mô hình học cụ theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ tham gia huấn luyện cũng được lựa chọn tập huấn, giáo án bài giảng được chuẩn bị chu đáo và được phê duyệt đúng quy định. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ đã phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện, Ban Quản lý các khu công nghiệp khảo sát và tổ chức việc xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp. Từ đó, nhiều trung đội tự vệ đã được ra mắt và được tổ chức huấn luyện chặt chẽ. Đây chính là lực lượng đồng cốt tham gia bảo vệ an toàn cho công nhân viên và tài sản của doanh nghiệp. Chủ trương thành lập lực lượng tự vệ này được ban giám đốc cũng như công nhân ở các công ty ủng hộ, hăng hái xung phong gia nhập lực lượng tự vệ. Lực lượng tự vệ cũng chính là lực lượng phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra các sự cố trong sản xuất như cháy nổ, sự cố môi trường. Trong tình huống khẩn cấp, khi nghe hiệu lệnh, lực lượng tự vệ rời vị trí sản xuất, tập trung để đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, trung đội tự vệ cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát tình hình an ninh của nhà máy trong những ngày nghỉ, ngày lễ. Để trung đội tự vệ hoạt động có hiệu quả, ban giám đốc công ty đã xây dựng chế độ phụ cấp cho lực lượng này. Ngoài việc chủ trì phối hợp để thành lập các trung đội tự vệ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Hồ đã tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn cho lực lượng tự vệ của doanh nghiệp, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chúng tôi xác định cái nội dung huấn luyện tập trung một số vấn đề thiết thực như sau. Thứ nhất là huấn luyện giáo dục về chính trị, thì chúng tôi giáo dục cái chương trình là các cái bài như là chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, rồi luật dân quân tự vệ và cái nghị định 74 về quy chế phối hợp giữa lực lượng tự vệ của công ty với lực lượng quân sự công an xã. Thứ hai nữa, huấn luyện một số cái khoa mục về kỹ thuật, trong đó tập trung huấn luyện về võ thuật, một số cái động tác đánh đối kháng, cũng như là huấn luyện về kỹ thuật bắn súng, biết sử dụng và bắn một số loại vũ khí mà được trang bị đối với lực lượng tự vệ cơ quan. Đối với lực lượng tự vệ thì chúng tôi sẽ chỉ đạo tiến hành củng cố lại ban chỉ huy của các cái đơn vị còn yếu, còn thiếu, và sẽ củng cố lại cái lực lượng tự vệ làm sao đủ theo cái chi tiêu phân bổ của giai đoạn 2016-2020. Vấn đề thứ hai là tiếp tục sẽ tập huấn luyện theo chương trình quy định của Bộ. Vấn đề thứ ba là sẽ tiến hành là kiểm tra để rồi bổ sung một số hệ thống kế hoạch của các cái cơ quan mà chưa bảo đảm đủ, hoặc là những cái kế hoạch công tác sẵn sàng chiến đấu nó chưa hoàn chỉnh thì sẽ bổ sung. Vấn đề thứ tư sẽ tiến hành kiểm tra chấn chỉnh uốn nắn để làm sao từng bước cái hoạt động của các cái ban chỉ huy tự vệ, tổ chức cơ quan hoặc là lực lượng tự vệ nó sẽ đảm bảo chất lượng hơn.
Lực lượng tự vệ trên địa bàn tỉnh được xây dựng và củng cố đủ số lượng, vững mạnh về tổ chức, được huấn luyện tốt về kỹ năng quân sự và nhận thức chính trị, thấu hiểu được những quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh của địa phương, cơ quan. Từ đó, lực lượng này đã phát huy tốt vai trò của mình trong bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Thưa các ông chí và các bạn, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu 9, ngày 10 tháng 12 năm 1945, ngày 10 tháng 12 năm 2015, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức cho cán bộ chiến sĩ, để từ đó các đồng chí nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu, Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề Tự hào truyền thống, vững bước tiến lên trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Đợt thi đua được thực hiện với nhiều nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang để các đồng chí càng tự hào về truyền thống mà cống hiến hết mình cho quân đội, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta nói chung và lực lượng vũ trang quân khu 9 nói riêng từ khi ra đời đã được nhân dân cưu mang nuôi dưỡng, che chở để chiến đấu và trưởng thành. Mỗi bước đi, mỗi chặng đường phát triển của quân đội đều gắn bó máu thịt với nhân dân và điều đó đã trở thành truyền thống quý báu. Hướng đến kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với trường quân sự quân khu 9 tổ chức cho cán bộ chiến sĩ về nguồn tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi đi về đất này thì được sự thống nhất của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường quân sự tổ chức cho lực lượng vũ trang của hai đơn vị đi về nguồn, tức là về vùng Đất Mũi Cà Mau, cái khu căn cứ của trường quân sự quân khu, nhằm ôn lại cái truyền thống mà nhân kỷ niệm 70 năm cái ngày truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu và chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Xã Đất Mũi là địa bàn vùng sâu của tỉnh Cà Mau, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ít có điều kiện tiếp xúc với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đến với vùng quê này, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với những gia đình nghèo và thể hiện lòng tri ân đối với những gia đình chính sách. Cùng với hoạt động khám bệnh cấp thuốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tặng tập vở và dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương. Những phần quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần to lớn, tô thắm thêm tình quân dân. Trong chuyến về nguồn lần này, cán bộ chiến sĩ còn có hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ với địa phương. Buổi giao lưu văn nghệ đã tô thắm tình đoàn kết, đồng thời góp phần tạo không khí vui tươi cho đời sống tinh thần của bà con nhân dân địa phương. Được đơn vị tạo điều kiện cho tham gia chuyến về nguồn lần này thì bản thân thì cảm thấy nó rất là có ý nghĩa và có ý nghĩa thật là sâu sắc, vì được tham gia các hoạt động là như là cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo thuộc diện chính sách, rồi cấp quà cho những cái học sinh nghèo hiếu học, rồi có những cái phần quà cho các cái gia đình chính sách. Rồi bản thân thì được giao lưu với các cái đồng chí ở trường, thì các hoạt động này nó rất là có ý nghĩa vì giúp cho mình học hỏi thêm rất là nhiều và rất là có bổ ích cho công tác sau này. Qua cái chuyến hành trình về nguồn thì bản thân nhận thức được là cái truyền thống quý báu của lực lượng vũ trang quân khu và cái ý nghĩa gắn bó máu thịt giữa tình quân dân. Thông qua đó thì tạo động lực cho bản thân nói riêng và cái tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh nói chung thì ra sức phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài những hoạt động chính sách, cán bộ chiến sĩ còn được đi tham quan mũi Cà Mau, điểm cuối cùng của dải đất hình chữ S. Chuyến về nguồn đã có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với cán bộ chiến sĩ về truyền thống tình đoàn kết quân dân, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để xứng đáng là người lính Cụ Hồ. Thưa các chí và các bạn, chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.